mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Đã lâu rồi giờ chúng ta mới gặp lại nhau, và cái câu này không biết là xuất hiện bao nhiêu lần ở trong cái YouTube channel của mình nữa. Hai tháng vừa qua thì mình không lên bất cứ một cái video nào, cũng như là không có bất cứ một cái hoạt động nào trên YouTube cả. Và lý do là gì thì ở video sau mình sẽ chia sẻ với các bạn. Nói chung là dạo đây thì mình hơi tã mọi người ấy. Nói chung là mình đã giảm khá là nhiều cân đấy. Và cái cách giảm cân của mình như thế nào thì có lẽ video sau đi, mình sẽ chia sẻ với các bạn. Ở video này thì mình muốn làm một cái clip makeup hơn, vì mình cần nhìn thấy một cái khuôn mặt nó tươi sáng hơn và đẹp đẽ hơn để mình có cảm hứng để làm những video tiếp theo. Và trong video này thì đối với những ai đang chuẩn bị thi đại học này, hoặc là đang có dự định vào đầu quân cho kinh tế quốc dân, thì mọi người có thể tham khảo. Là mình không make up không được giỏi lắm đâu mọi người ơi. Nhiều người cứ trông chờ nhiều vào cái kỹ năng make up của mình, nhưng thực sự là mình nói thật là mình chỉ make up đẹp cho mình thôi. Kiểu cái mặt mình quen mấy chục năm rồi, nó gắn bó với mình 23 năm. Tất nhiên là mình sẽ biết được cái điểm mà đẹp và cái điểm không đẹp của nó, đúng không? Nhưng mà da của mình gần đây nó tã cực kỳ luôn. Cũng 5-6 tháng rồi mình không đụng đến mỹ phẩm. Cái này có giá là 625.000 hay sao ấy, quá đắt luôn. Mình mà dùng á, thề luôn, những cái sản phẩm mỹ phẩm mình dùng á, Fusion á, mình chỉ dùng dưới khoảng tầm 300.000 thôi mọi người, là mình đã thấy cái đầu tư kinh khủng khiếp rồi ấy. Nhưng mà bởi vì là mua cho mẹ nên là mình cũng không tiếc mấy ấy. Để mọi người thấy không, mình dạo này mình có mọc mụn một cái viền trán này nữa, khổ vãi. Mình kể cho các bạn nghe là cái hồi mà mình đăng ký vào kinh tế quốc dân á, thì đó giống như kiểu là một cái kế hoạch ngoài dự đoán của mình thôi. Nhưng mà mình không ngờ là một cái gọi là cái tai nạn cái tai nạn đấy lại khiến cho mình cảm thấy là thực sự là thật may mắn luôn. Sợ quá. Thì thật lúc đấy á, là mình bây giờ đến cái phần gì nhỉ, tạo khối đi, thì đăng ký mười mấy nguyện vọng ấy, là ban đầu bởi vì là sẽ có hai đợt đăng ký nguyện vọng, là một đợt đầu tiên và một đợt nữa là sau khi thi xong. Thì cái đợt đầu tiên á, là mình không nghĩ là mình sẽ vào kinh tế quốc dân đâu, tức là bố mẹ mình đã kinh doanh rồi, và bố mẹ mình thì lại bảo là dân kinh tế khổ lắm con ơi, con gái đừng có theo kinh tế, con gái là phải theo một cái nghề giống như kiểu là giáo viên công chức bình thường thôi, để làm sao làm như thế thì sẽ có thời gian cho chồng cho con, chứ làm kinh tế lao đầu vào đồng tiền nó mệt đứt hơi mà gia đình lại không hạnh phúc, thì mình thấy cũng có lý. Tất cả là mình thật sự mình cũng không đam mê lắm đâu. Mình thi đại học cái kiểu mình học thì học thì thôi. Năm lớp 12 là mình thích ca nhạc cơ, thích lắm. Mình hồi đấy là mình chuyên thuộc cái hội văn nghệ của trường mà, là mình chỉ thích những cái kiểu là âm nhạc, rồi mình cứ nghĩ sau này nhá, mình ra đại học nha thì mình sẽ làm gì, mẫu ảnh, hay là tại vì mình thấy mình lên ảnh cũng được người mình gầy lắm, sớm rồi mình cái thời điểm đấy gầy dã man luôn. Sau đấy thì khi mà thi xong á, mình mới chấm điểm. À gì nhỉ, mình quên nói các bạn, đó là mấy nguyện vọng đầu của mình là thứ nhất là đại học quốc gia Hà Nội về ngôn ngữ Anh, rồi ngôn ngữ Trung, rồi ngôn ngữ Pháp, miễn là được học trường nào ngoại ngữ, bởi mình thích cái kiểu mà giao lưu như thế. Mình thích kiểu học ngoại ngữ xong kiểu blablo kiểu đấy, xong đấy thì về làm giáo viên. Thôi cái phần này mình bị mũi nên mình sẽ không đánh nhá, chứ mình không đăng ký kinh tế quốc dân. Và nguyện vọng cuối cùng của mình đó là đọc thương mại. Bởi vì sao mọi người biết tại sao mình đăng ký đọc thương mại không? Bởi vì cái thời điểm đấy là chị Phạm Hương, là hoa hậu Hoàn Vũ ấy, chị là sinh viên hay là giảng viên của Đại học Thương mại, và mình rất thích chị ý luôn á. Nên là cái thời điểm đấy mình chỉ đăng ký Đại học Thương mại, bởi vì cũng là khoa ngôn ngữ Anh, nhưng mà bởi vì là có chị Phạm Hương học ở đấy. Thời điểm đấy là ngoại ngữ điểm rất là cao, khi mà người ta tung ra cái điểm dự tính á thì mình biết là chết rồi. Kiểu này mình mà vẫn giữ nguyện vọng như thế là mình sẽ tách đại học rồi.
Nên là các bạn lưu ý cái phần đăng ký nguyện vọng rất rất là quan trọng luôn. Nên là các bạn nhớ là giải các nguyện vọng theo cái thang điểm từ cao đến thấp ạ, chứ đừng bao giờ mà cứ một phát là ở chùm, kiểu cứ đăng ký mấy cái nguyện vọng đầu là những cái trường ngoại thương hay là những cái trường mà điểm rất rất là cao, sau đấy phía dưới là cái điểm cái trường mà rất rất là thấp, thì biết là thấp rồi, mình đậu rồi, nhưng mà tự dưng mình tụt như thế thì nó cũng không hợp lý lắm. Và chưa kể là cái điểm của mình đôi khi là 27 điểm, nhưng mà những cái trường ở bên dưới á thì khoảng tầm 22, 23 thôi, thì mình lại đăng ký nguyện vọng bên trên là tầm 29, 30, xong tụt một cái xuống còn 22, 23, thì mình thấy là cái điểm của mình thì nó không được đúng như năng lực lắm ấy. Đấy, thì sau khi mà chấm bài ấy, thì mình chấm được khoảng tầm 25 điểm. Bố mình ấy thì mình cũng rất là quan tâm đến cái việc học con ấy. Đây là bố mình mới tham mưu cho mình thì hay là học kinh tế quốc dân đi, bởi vì bố mình là cựu sinh viên của trường kinh tế quốc dân, bố mình học chất thôi, nhưng mà cũng quen thầy cô ở trong trường ấy, thì có thầy cô giúp đỡ tư vấn cho mình ấy, mình mới tìm hiểu, mình nhắm được cái khoa là hiện tại mình đang học là cái khoa quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh, tức là nó vẫn đạt được cái điều kiện là mình muốn mình học đại học mà chuyên về ngôn ngữ, tức là chuyên về tiếng Anh. Bởi vì mình thật ra là mình không phải là giỏi tiếng Anh, nhưng mà mình thích tiếng Anh mọi người ạ. Thì cái thời điểm đấy là mình xem năm trước thì cái khoa đấy là nó khoảng tầm 22 hoặc 23 điểm thôi, nhưng mình tầm tận 25 điểm thì mình nghĩ là mình sẽ thừa đậu vào. Nhưng mà đến khi mà thực ra lúc đấy rất may nhé, là mình vẫn kiểu rất là cứng đầu để giữ hai nguyện vọng đầu của Đại học Quốc gia Hà Nội là ngôn ngữ Anh này và ngôn ngữ Trung. Mình chẳng biết đánh gì tiếng Trung đâu, và tiếng Anh cũng không giỏi đâu. Tiếng Anh hồi đấy thi đại học của mình chỉ có 8 điểm thôi mọi người. Thì là thuộc mức kiểu non của bình thường thôi. Nói đến đâu nhỉ? Bây giờ thì mình đã tranh thủ. Mọi người biết sao, bởi vì cái công cuộc là lý trước của mình là nó cũng gian nan hết á. Cái thẻ nhớ của mình một cái, mình mua một cái 7 mấy GB, 64 GB, thì nó lại không ghi được mọi người, nó không nhận máy á. Cái này thì chỉ có 8 GB thôi, một hồi kiểu cứ 15-20 phút ấy là mình phải làm lại, tức là mình phải sao lại vào laptop á, mệt quá trường. Ủa, nhưng mà đến khi có kết quả là mình được 25,25 điểm, và mọi người biết làm sao không? Đó là tất nhiên là mình không đậu hai cái nguyện vọng đầu tiên. Mình không đậu hai nguyện vọng đầu tiên, bởi hai nguyện vọng đầu tiên là tầm nó rơi vào tầm hơn 27 điểm. Một cái ngôn ngữ Anh là rơi vào tầm 27,5 hay sao ấy, còn ngôn ngữ Trung hình như là còn cao hơn không phải mấy ấy, mọi người ơi. Ôi dồi ôi, vãi trưởng luôn. Trong khi mình xem mấy cái điểm của năm ngoái, năm trước, năm tiếp trước các kiểu á, rồi làm đề thi thử các kiểu, thì mình ok, mình cố thì mình vẫn vào được. Nhưng mà thực sự là học tài thi phận, mọi người nói thật với mọi người là cái thời điểm đấy á, mình học như con điên. Nếu mà ai mà bảo là chị ơi cái thời điểm đấy chị ôn thi đạo như thế nào, thì mình rất thẳng thắn ngay là em chị ơi, em ơi, chị thấy với em là cái thời điểm đấy chị không học cái gì. Sau khi nghỉ tổng kết một cái nhá, là mình chơi, mình rất là thoải mái, là được một cái là kiểu rất là vô lo vô tư với mọi người. Thế là mình chơi đến tận là còn 10 ngày cuối cùng thì mình mới bắt đầu ôn tiếng Anh, ôn tiếng Anh và làm văn, chứ toán mình không học. Thật sự là toán mình không học, thì tại mình không biết tại sao thời điểm đấy mình có thể vô tư hồn nhiên và không lo lắng gì cho tương lai như thế. Bởi vì có lẽ là một phần chủ quan nữa, và một phần là mình thật sự là mình rất lười học luôn á. Một phần chủ quan là bởi vì lúc mà mình thi thử á, thì mình luôn vào xếp thứ hai, xếp top 2 ấy. Xếp top 2 cao điểm thứ hai. Nên là mình cũng nghĩ là cái việc này thì điểm đại học thì nó cũng không phải là căng thẳng lắm, và nói chung là được cái là tư tưởng mình thoải mái nữa. Nên là các em lưu ý là các em cũng nên giữ tư tưởng thoải mái đi. Thế là mình tiếng Anh mình được 8 điểm, toán mình cũng được 8 điểm. Mà mọi người biết không, cái nguyện vọng của mình á, đăng ký vào kinh tế quốc dân là khoa quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh EBBA á, cái điểm sàn của nó đúng 25,25 là bằng với cái điểm của mình luôn đấy mọi người, và yêu cầu là một trong hai môn toán và tiếng Anh trên 8 điểm. Thì mình đạt được hai cái yêu cầu đấy, nhưng với một điều kiện nữa, gọi là cái điều kiện này nó gọi là cái điều kiện gọi là sống còn đấy mọi người, đó là phải là nguyện vọng thứ ba. Thì ôi vãi trưởng,
không hiểu ma sư kiểu cái gì cho cái nguyện vọng kinh tế quốc dân đúng là nguyện vọng thứ ba luôn, thế là mình đậu vào kinh tế quốc dân một cách rất là vi diệu. Thực sự lúc đấy mình hú hồn luôn ạ. Mình mà bây giờ mà mình bảo là ok thời điểm đấy mà đăng ký nguyện vọng thứ 4 hoặc nguyện vọng thứ 2 thì có lẽ bể mồm luôn. À các bạn không cần phải lo đâu, nếu như mà các bạn không giỏi tiếng Anh hoặc là cái mức tiếng Anh của bạn xuất phát điểm là bình thường, mức trung bình thôi, tầm 3.5, 4 chấm gì đấy thôi cũng có thể học được, bởi vì trong thời gian đấy các bạn sẽ được rèn giũa. Cộng vào cái việc là nếu như mà các bạn cảm thấy không tự tin về cái kỹ năng học tiếng Anh của mình á, thì các bạn học thêm, học trung tâm rồi thì kiểu gì cũng lên, rồi thì kiểu gì cũng giỏi thôi, mọi người đừng phải lo ngại quá. Còn nếu như mọi người mà muốn gọi là tuyển thẳng, hình như là có cái bây giờ hình như là có cái chương trình tuyển thẳng với cái mức IELTS là 7.5, 7.0 trở lên nào là các bạn sẽ được tuyển vào trường giáo viên. Thì mình sẽ dùng cái màu này, rồi cái màu này tan một nửa mắt mí dưới này. Bọn mình học là nó sẽ rơi vào năm của mình là 22 triệu, nhưng mà những cái năm sau thì nó sẽ tăng theo cấp hệ số ấy. Mình nhớ là cái năm sau của mình là 25 triệu một kỳ, thì so với mặt bằng chung thì nó khá cao, nhưng mà mình thấy những cái giá trị mà mình nhận được ấy thì nó cũng xứng đáng với mọi người ấy. Học 100% tiếng Anh này, đặc biệt là mình được học rất là nhiều những cái giảng viên ở nước ngoài, đấy là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Nhiều bạn hỏi mình là nơi đâu có khó không, thì mình xin trả lời các bạn đó là bất cứ cái trường đại học nào khi các bạn học đại học á, khó hay không á thì nó phụ thuộc vào các bạn thôi. Cái năng lực tiếp thu của các bạn là tầm 50% và 50% còn lại là dựa vào cái sự siêng năng của các bạn. Bởi vì mình nhớ là các thầy cô cấp ba là rất là đúng, là nếu như lên học á, các em cho dù bây giờ các em học bình thường không bằng nhiều bạn đâu, nhưng mà khi lên học thấy thì các bạn chăm chỉ, các bạn học ví dụ như là lên trường học kiến thức ở trường rồi để về nhà ôn lại giống như cái việc các bạn học hồi cấp ba, thì chắc chắn là các bạn sẽ có học bổng, chắc chắn là cái kết quả các bạn rất là cao ra trường loại giỏi. Xin thưa là chính xác, nhưng nó không phải là áp dụng với mình. Nói thật với mọi người, bây giờ mình mới chia sẻ đó, thậm chí là mình còn bỏ cái lớp tiếng Anh của trường để đi làm mẫu. Và sau đấy thì mình phát hiện ra đó là một sự làm việc ngu ngốc, bởi vì mình đã đánh đổi một cái khóa học tiếng Anh với ba tín chỉ, cái điểm học, tức là mình học hai phần, một là tiếng Anh một và một tiếng Anh hai. Thì cái tiếng Anh một mình điểm rất là cao, và cái thời điểm đó mình mới ra mình rất là chăm học, nhưng mà sang kỳ 2 thì mình mới học cái điểm tiếng Anh hai của mình thấp lắm, 7 mấy thôi, trong khi kỳ 1 là mình 9 mấy thôi. Trong khi mình làm mẫu mỗi buổi thì mình tầm được 150-200, một tuần may là được 7 buổi. Nhưng mà thực sự là mình đã đó là một sự ngu ngốc mọi người, đó là một sự ngu ngốc, một sự đánh đổi không cân xứng với cái giá trị mà đồng tiền bố mẹ mình đã bỏ ra. Nói chung là cái thời điểm đấy là mình cảm thấy rất là hối hận. Sau khi nhận được cái kết quả là mình cái ngày hôm đấy mình đến thấp, thế là các bạn ơi, các bạn đừng nghĩ là học hành học ở trên lớp không quan trọng đâu các bạn, quan trọng là đi làm hay cái gì. Nhưng mà các bạn nhớ nhá, nếu như các bạn đi làm thì các bạn phải biết phân chia thời gian, và nếu như các bạn bỏ học thì các bạn phải chắc chắn là cái tiền các bạn kiếm được từ cái công việc các bạn bỏ học ấy, nó cao hơn cái tiền học phí mà các bạn bỏ ra, và nó cao hơn cái giá trị cái kiến thức cái môn nó đem lại cho các bạn sau này phục vụ cho cái cuộc sống, cho công việc các bạn. Nhưng các bạn nhớ là kiến thức rất là quý, đấy là kinh nghiệm sau 4 năm đi học, sau 4 năm gọi là đã từng bỏ học đi làm rồi, đã từng cúp học, đúp học, nhưng mà thật may là mình vẫn chưa bị gọi là học lại môn nào. Khi mà lên đại học á thì rất ít người có thể tránh được những cái cám dỗ của thứ nhất là đồng tiền, thứ nhất thứ hai là các thú vui mới lạ ở trên thành phố ấy, mà mình đã là từng là một người như thế rồi, trải qua như thế rồi, nên là mình có một số lời khuyên cho các bạn chuẩn bị bước chân vào đại học. Và học kinh tế quốc dân thì nó sẽ không hề khó nếu như các bạn chăm chỉ. Bây giờ mình sẽ đánh nhũ cho cả hai bên mắt, mình thấy cái nhũ của nó khá là xinh nên bây giờ mình sẽ đánh cái nhũ hồng hồng nhé. Mình sẽ bố mắt như thế này, các bạn có thấy không? Ở giữa này kẻ mắt thì mình dùng cái kẻ mắt Mycrit của Địa Trung.
được cho mình vài giây im lặng để mình hoàn thành được cái công việc này nhé. Lâu rồi không cầm bút mọi người. Là sau đó đổ đi đổ lại thì cái con mắt của mình đã fail mọi người nhìn thấy mình quá to. Mỗi lần mình kể cái ai rồi ấy, là nhìn kiểu mắt mình nó sắc quay trường luôn á. Vậy là cái này đen nhỉ, nhưng thật đấy. Hồng hồng trong cao. I just lost my mind. Now I'm losing time. Can't sleep at night. Và mình chúc cho những bạn sắp thi đại học thì sẽ đạt được cái thành quả mà mình mong muốn. Và chúc cho những bạn đang có dự định vào kinh tế quốc dân thì chúng ta sẽ gặp nhau trong một ngày không xa nhé. Bye bye!